Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Vidia Shop, chuyên gia thiết bị karaoke gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vidia rất hân hạnh giới thiệu đến các bạn một dòng đầu karaoke cao cấp tích hợp cả màn hình cảm ứng 22 inch, đó là dòng AR3600WTK. Như các bạn thấy trước mắt, đây là dòng sản phẩm vẫn còn trong hộp, gồm có một cái chân đế màn hình cảm ứng gắn riêng và một màn hình cảm ứng 22 inch được để riêng, rất là tiện để chúng ta có thể di chuyển xếp gọn. Còn bên đây là dòng 3600WTK đã được gắn hoàn chỉnh. Các bạn có thể thấy việc kết nối thiết bị này khá là đơn giản, gồm có một sợi điện nguồn, đây một sợi điện nguồn vào chân, có công tắc tắt mở ở đây. Chúng ta có thể kết nối xuất hình ảnh từ thiết bị này lên TV qua cổng HDMI, xuất tiếng bằng cổng AV, đồng thời là có thể cắm dây mạng LAN, optical, USB, đây là những cái ngõ kết nối của thiết bị. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn một vài thao tác cơ bản của đầu 3600WTK. Như các bạn thấy, đây là giao diện chính, chúng ta có thể vào phần cài đặt để kết nối wifi cho đầu. Các bạn sẽ vào wifi để kết nối. Sau khi kết nối xong, các bạn thoát ra và chúng ta sẽ vào phần karaoke. Sau khi các bạn vào bên giao diện chính của màn hình karaoke, các bạn có thể chọn bài hát bất kỳ. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn bài 1, 2, 3 chia tay, thì bên màn hình này chúng ta sẽ hiển thị tương ứng. Các bạn có thể thấy là chữ bài hát chạy. Bây giờ mình sẽ mở âm thanh lên để các bạn nghe thử nhé. Các bạn có thể tìm bài hát bằng cách viết chữ ký tự đầu tiên của bài hát. Ví dụ anh còn em, chúng ta sẽ đánh chữ A, C, N, E. Giờ đây chúng ta sẽ thấy là có những bài hát anh còn nợ em hiển thị bên đây. Có tên ca sĩ, chúng ta có thể chọn ca sĩ, ví dụ như là Anh Bằng, Bảo Yến, Thiên Kim, Đàm Vĩnh Hưng. Ví dụ mình chọn bài Đàm Vĩnh Hưng. Rồi lúc này chúng ta sẽ ấn qua bài. Đồng thời có thể xuất hình ảnh ra full màn hình nha các bạn. Rồi ok, đồng thời là các bạn có thể hát bài hát song song trên YouTube. Chúng ta sẽ đích vào biểu tượng này. Lúc này chúng ta sẽ nhập tên đầy đủ chữ cái của bài hát. Ví dụ bài Duyên Phận, chúng ta sẽ đánh đầy đủ tên Duyên Phận và chúng ta đánh vào nút tìm kiếm Enter. Đây thì các bạn hãy thấy là những bài hát này đang được hiển thị trên YouTube. Sau đó chúng ta hãy chọn bài bất kỳ và chọn, đồng thời chúng ta ấn nút qua bài. Đó là một vài thao tác cơ bản của đầu 3600WTK. Như các bạn đã thấy thì chúng ta có thể xuất hình ảnh trực tiếp lên TV. Đây các bạn có thể hình ảnh trên TV, hình ảnh rất là giống như là trên màn hình của 3600WTK HDMI nha các bạn. Thì cái dòng đầu 3600WTK này có một vài ưu điểm sau là ổ cứng lên đến 3T, đồng thời là chúng ta có thể hát nhạc trên YouTube, tải nhạc về được nè, và cái giá thành rất là tốt. Nếu mà các bạn mua riêng màn hình và đầu riêng thì hiện tại 3600WTK đang được bán lẻ với giá là chỉ là 13.500.000 đồng. Đồng thời nếu mà các bạn gọi đến bên Vidia Shop với số hotline 0902 799 186, các bạn sẽ được hưởng một mức giá rất là ưu đãi của Vidia Shop. Hoặc là các bạn có thể đến một trong 4 chi nhánh của Vidia tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được làm quen với các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.